Video Size kính chào quý vị. Hôm nay là mùng 1 nên Video Size hôm nay đi lên Thường Tín để làm một cái video để chào mừng năm mới. Thì đi cùng Video Size là có em Công Chim Sẻ. Công Chim Sẻ chào khán giả. Chào tất cả anh em nhé. Chúc anh em một ngày mới tốt lành. Và sang năm mới Công chúc gì? Chúc anh em trong làng cây là dồi dào sức khỏe, có nhiều thành công mới. Chúc quý vị sang năm mới 2021 an khang thịnh vượng. Video Sai chào quý vị. Video Sai đã có mặt nhà anh Chí rồi. Và đi cùng là có anh Mười và em Công đây. Rồi. Em chào anh Chí. Anh Chí, em chào anh ạ. Anh em đang quay đấy ạ. Vâng. Anh ơi, tháng 2 năm là 2021. Thì em muốn anh là đứng trước một tác phẩm ở đó, anh gọi là anh quý nhất, để anh chúc bà con một tí được không ạ? Em mời anh ra ngoài này được không ạ? Anh nhá. Đây, anh Video Sai đã mời được anh Chí ra ngoài tác phẩm anh yêu quý rồi. Và anh Chí ạ, trước tiên đã, em thay mặt những người đam mê cây cảnh gửi lời chúc đến anh và gia đình an khang thịnh vượng, sức khỏe. Và anh đi đâu anh gặp những tác phẩm đẹp để anh sở hữu anh nhá. Còn em xin anh lời chúc tới bà con yêu cây ạ. Cảm ơn em. Chúc tất cả bà con anh em yêu cây được mọi sự bình an. Đấy. Tất cả những cái gì mà đẹp nhất, tốt nhất đến với bà con. Cảm ơn anh đã gửi lời chúc cho bà con nhá. Và anh ơi, hôm nay em xin phép. Thứ nhất là em vì sân anh rộng lắm, em sẽ gửi không gian của anh trưng bày cây. Và em xin chia sẻ một số tác phẩm mà anh đang yêu thích và em cũng rất yêu thích ở đây đã. Anh nhá. Và ok anh. Vâng ạ, vâng ạ. Vâng. Đấy, nhát này là nhát sổng. Nhát này nhát liền nịt rồi. Thì vào và cái nhát nó nịt vào phát là cái càng ngày nó càng sụn chùn lại. Cái thân nó già khô này. Cây này một trong cây cổ này còn rất khô. Chí một chữ rồi rất khô cây. Thế là nó có những người khác ấy, cây cổ người ta nuôi cái quá ấy, nó bị béo ấy. Béo ra. Cây này nó rất chuẩn rất khô. Anh Chí ơi, cái này anh lấy về lâu chưa? Anh lấy 16 năm rồi. 16 năm ở đây rồi. Nó theo anh là anh tâm huyết đâm ra là để sổ tôi là đúng một giữ và chuyên môn bạn và chứ cái cây mà nó khô cây này cả vấn đề và những cây cổ như này bây giờ còn ít lắm, quá ít rồi. Anh Mười bà giống nói sợ nhìn quay vào nổi gai luôn. Nhìn gai đây các bạn, cái điểm này này, điểm anh Chí vừa chỉ các bạn này. Đấy đấy đấy, các bạn nhìn được đấy. Quá thạch kìa, nhá, nhá. Các bạn thấy không? Những cái điểm nó lên tận ngọn luôn này. Vâng. Cho nên là xem cây các bạn phải xem từ từ, xem bình tĩnh để xem thì mới hết được cái đẹp, cái tinh túy, cái yêu của cây. Chứ nhìn bóng thoáng qua chỉ là cái bóng thôi. Tới chi răm luôn anh Chí ạ. Cây này thì đúng là già tới chi răm. Đây em anh nhỉ? Em nhìn này. Vâng. Rất đẹp. Chia sẻ những cái tinh túy của cây, của tác phẩm cho các bạn cùng theo dõi. Đấy, Video Sai giữ mãi đấy. Năm nay Video Sai mới vào khai quật cái vườn của anh Chí lên để cho quý vị cùng chiêm ngưỡng, cùng thỏa lòng đam mê. Công Chim Sẻ đang có đôi trực cổ rồi, nhưng nay gặp tác phẩm cổ này đang ngất người các bạn ạ. Đang ngất người luôn. Sướng không? Cái này là cây chứ hay là đá nhỉ? Thật sự các bạn
Video ra chia sẻ thật này. Đây cái phần này hóa thạch đấy không ạ? Hóa thạch. À không, nó hóa thạch. Hóa thạch thế đấy. Công nhận thật nhá, công nhận là đi quay mới gặp được nhiều tác phẩm để ngắm. Thật sự các bạn vậy. Đi quay mới gặp được nhiều tác phẩm ngắm anh người ạ. Anh người đang cười đúng không? Chứ tiền bao nhiêu mà để mua được nhiều tác phẩm? Hóa thạch rồi. Đúng không ạ? Nên em cảm thấy em hạnh phúc khi em cầm ống kính. Thật sự. Ủa anh chị ạ. Chưa cái chú cười. Vâng, đâu anh? hai anh gọi nó thật các bạn nha, nếu nói rất vui và thật là hai người nổi tiếng nhất Việt Nam của tôi đang ở ống kính. Em cảm thấy rất hạnh phúc được quay hai anh. Em nói thật vậy, rất hạnh phúc đấy và có duyên được gặp hai anh. Vâng, các bạn thích chưa? Một buổi sáng của ngày cuối năm 2020 rất thư thái, uống chén trà và hút điếu thuốc và nở những nụ cười, các bạn thấy chưa? Nên là cái video này mong quý vị làm sao là cũng được vui vẻ như các anh ấy. Và có một cái vườn cây thật các bạn rộng bát ngát bao la luôn. Toàn cây cổ, cây quý và những cái phôi rất đẹp ở video sau. Video Sai sẽ chia sẻ với các bạn ở cái video tiếp sắp tới. Một vòng video Sai đã chia sẻ cái tác phẩm cây cổ đấy rồi. Thì tiếp theo là mình sẽ chia sẻ tác phẩm đằng sau cây cổ này các bạn này. Tên nó là gì nhỉ anh nhỉ? Siêu Phong đúng không anh chị? Và ok, mời các bạn theo dõi Siêu Phong ở đằng sau các bạn nha. Tác phẩm Siêu Phong. Cái này thì nó hàng vào hàng đại rồi nhà anh Mười nhỉ? Cao lắm. Đấy, hàng đại rồi. Cao. Đấy, okay. Cái cây ấy của anh. Thành đồng tổ quốc của anh nhỉ? Cao tầm đấy. Siêu Phong. Tác phẩm này anh Chí lấy về từ lâu chưa anh Chí ơi? 8 năm rồi. 8 năm rồi ạ? Các bạn ơi, những tiếng lách cách đấy là của nghệ nhân đang đục phôi các bạn nhá. Thì tí nữa video Sai sẽ ra chia sẻ. Còn bây giờ video Sai chia sẻ trước cái tác phẩm này đã. Wow, nhìn sướng chân bậy các bạn này. Đúng chất luôn. Vừa đang tập thể dục. Đây các bạn nhìn này. Lên xe. Ôi. Đấy, chơi cây là có sức khỏe. Giống cụ hôm trước em chia sẻ lên trên bài ấy, cụ nay già lắm mà cô tập thể dục. Đấy các bạn ạ. Vâng, tuyệt vời nhỉ. Tỏ thật luôn. Siêu Phong. Nhưng nói về độ già thì cái này chưa già bằng cây cổ kia anh nhỉ? Đúng rồi, cái kia đúng không? Báu vào trời. Vâng. Siêu Phong. Một chiếc tác phẩm hàng to, hàng to. Cái này vay nó chắc là tầm khoảng 1,5. Công chim sẻ đang có vẻ thích rồi. Nó thật với anh Chí là nói về cây đẹp thì những người đam mê cây, cho dù người bé hay người lớn hay người già đều muốn sở hữu tác phẩm đẹp anh ạ. Quan trọng nhất là cái điều kiện là một chuyện, nhưng quan trọng là cái đam mê nó có tụt đỉnh hay không để dành tất cả cho tác phẩm đó, đúng không ạ? Đấy, em nghĩ là như thế. Nên là em cũng mong sao là năm 2021 này này, quý vị đang xem ấy, chúc quý vị làm sao là đam mê nó vượt trội và chúng ta có điều kiện kinh tế nữa để quyết định những cái tác phẩm mình thích. Đó. Anh Chí nhiều lắm các bạn ạ. Mời các bạn ngày gần nhất lên với anh Chí ở Thường Tín. Số điện thoại thì video hôm nay để trên màn hình. Các bạn gọi anh Chí, thứ nhất là chỉ đường, thứ hai có thể là tham khảo giá từng tác phẩm cho nó tế nhị. Vì đây toàn siêu phẩm. Nhưng video hôm nay không thể nào báo giá ở trên cái video của mình được các bạn nhá. Nhìn màn này mới thích các bạn này. Anh cứ hút thuốc bình thường đi ạ. Được rồi, cứ cầm đi. Rồi. Cảm ơn các anh. Video Sai vừa chia sẻ với quý vị là Siêu Phong. Bây giờ là mời quý vị theo chân video sang tác phẩm bên này. Đây cũng là tác phẩm rất là to. Video Sai chia sẻ các bạn cây này thì đi chơi cũng tương đối nhiều rồi. Thì video Sai là cũng chia sẻ lại một lượt xung quanh cho các bạn tiện theo dõi, quý vị cùng ngắm.
rất to các bạn. Cái này mà lìa ra thì bộ dăm thì chấm hết luôn. Rất là to. Thụ Lâm Mông Thạch đây đúng không anh? Tác phẩm này đi chơi rất nhiều rồi mà. Em vừa chia sẻ với các bạn, với quý vị trên video rồi. Là siêu phẩm này đi chơi rất nhiều rồi, nên là cũng biết kỹ rồi. Em giờ em lại muốn để chia sẻ những cái gì mà mọi người chưa biết. Đâu đâu anh? Đâu đâu đâu? Đấy các bạn thấy chưa? Phải cái gì mà chưa biết cơ mới sướng. Theo chân anh ra đây. Cái trắng trắng này đúng không anh? À đúng rồi, đây. Ui giời, các bạn nhìn này. Đúng như thế thật các bạn ạ. Cái này anh mới quét vôi để đón Tết anh. Anh anh mới quét vôi để đón Tết 2021 à? Anh bảo quét vôi. Video sai tưởng là quét vôi các bạn ạ. Ôi nói vui tí, năm mới cho nó vui các bạn ạ. Cây này nó hóa rồi các bạn. Đây là hóa thạch. Hóa thạch luôn các bạn ạ. Hóa thạch luôn các bạn nhá. Quay thêm màu đá. Các bạn đây, ví dụ như viên đá đây của video sai đây, viên đá này. Đấy. Đây là đá nha các bạn nhá. Và đây là cây hóa đá. Nó cùng màu. Nói chung là về những cái độ già thì nó phải nhìn đến những tác phẩm đỉnh điểm như này anh nhỉ. Tuổi thì chưa biết được như nào đúng không anh? Thật sự không biết tuổi như nào. Cái rễ đã như vậy rồi thì cái thân chính nó như thế nào anh, đúng không ạ? Đây anh ơi, thân chính nó như thế này anh này. Nó u cục luôn này nhỉ. Rồi các bạn lại đây thân chính này. U cục nó nhăn nheo hết lại rồi. Đó. Video sai là gửi quý vị là toàn bộ sân vườn và đồ chơi của anh. Wow, đẹp thế. Đẹp chưa các bạn ơi? Đấy, trình diễn đấy các bạn. Trình diễn đấy. Trình diễn đấy. Xin chào, xin chào. Chúc mừng năm mới đây các bạn ơi. Đây không gian của anh đây. Là cái không gian của anh Chí trưng bày tuyệt vời các bạn ạ. Đây là ngôi nhà bé cái vườn to. Anh Chí ạ. Ở ngôi nhà bé nhưng mà ta lại có cái vườn to. Và nhiều tác phẩm, nhiều quý. Không gian của anh rất nhiều các bạn ạ. Các bạn đợi một chút là video sau. Video sai chia sẻ những cái phôi mà anh Chí đang nuôi ở tại vườn này cho chúng ta. Anh ơi thì cái video em chia sẻ những cái siêu phẩm của anh ấy thì em xin được dừng ở đây. Thì em cũng muốn chào anh nhá. Và anh cũng chào bà con một chút nữa để em dừng ạ. Chào bà con nhá. Chúc bà con coi nhà sang năm cứ gặp coi nhà các tác phẩm đẹp là bà con cứ mua. Cứ mua thôi ạ. Vì em cảm thấy là khi sang năm 21 là hết cây đấy anh nhỉ. Những đồ quý là nhiều người chơi là mỗi người giữ lại 1-2 cây là hết đúng không anh? Vâng, cảm ơn Chí nhá. Chúc anh em mạnh khỏe. Vâng, em sẽ dừng đây em quay cái phôi của anh đang làm.